Một lần nữa, cảm ơn cộng đoàn đã dành thời gian hy sinh cuối tuần, và nhất là thứ sáu cuối tuần mọi sự cũng mệt mỏi, và đúng ra là các anh chị cũng muốn rằng những cái giây phút này đúng ra là nhiều khi những cám dỗ và kia rất nhiều, mà dành thời gian để đến đây với Chúa với nhau là một điều đáng khen. Thế cho nên là xin Chúa chúc lành cho những sự hy sinh nho nhỏ đó của chúng ta trong những ngày mùa chay cuối cùng của năm nay. Và cũng như vậy, chúng ta bắt đầu khởi sự tất cả mọi sự bằng việc khiêm tốn lại xin Chúa Thánh Thần hãy đến mở rộng tâm hồn của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta cùng nhau đứng để khiêm tốn lại xin ơn Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn của chúng ta. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa. Xấu thì mọi lời nói và ý tưởng cũng như việc làm nó cũng xấu theo. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng những gì ở ngoài vào trong con người nó không có khả năng để làm cho chúng ta nên xấu, nên ô uế. Nhưng mà cái gì nó từ trong ra là những cái nó có thể làm cho chúng ta ra ô uế. Và những ý tưởng xấu nó bắt đầu từ trong cái ý tưởng và trong tâm của chúng ta. Rồi chúng ta chia sẻ với nhau về những cái đặc tính của những con người có một lòng tốt. Không biết là ai nhớ ba đặc tính của một con người có lòng tốt là gì cơ? Ba chữ khê. Thứ nhất là khoan dung. Một con người khoan dung cảm thấy cái đau của những anh chị em khác. Thứ hai là rồi về khiêm nhường, có một con người khiêm tốn. Khiêm tốn từ trong ra, hồi nãy cha xứ nói là vấn đề nội bộ.
Và hồi hôm qua có chia sẻ là con cháu Adam Eva mang trong mình chất nổ khá nhiều, đi đâu cũng nổ. Thế tối hồi hôm qua có người hỏi con, cha cha nói là không có nổ, nhưng mà có cách nào mà nổ mà không nổ không? Con người chúng ta Adam Eva, con cháu chúng ta lãnh nhận những cái hậu quả của tôi, đó là chúng ta dễ có khuôn hướng để mà mang chướng lên. Và chính bởi vì vậy cho nên tội đầu tiên của nhân loại đó là tội phạm đến cái lời vâng phục và từ sự kiêu ngạo mà ra. Rồi khiêm tốn xong, thứ ba nữa, cái khê thứ ba nữa, khoan dung, khiêm tốn, và thứ ba là quên rồi. Cái gì mà người Việt Nam chúng ta nói là phải dễ với người khác và khó với mình? Đó là khắc kỷ, vị tha. Nếu trên thế giới này có ai cần phải khắc, cần phải khó, cần phải kỷ luật, nghiêm khắc thì đó là chính bản thân của chúng ta. Và nếu trên cuộc sống này có những người cần được đối xử dễ dàng, nhẹ nhàng và thoải mái thì đó là anh chị em của mình. Mà nếu chúng ta nghĩ được điều đó thì giống như Thánh Giuse, Ngài nhận những cái phần khó, phần khổ về cho chính mình, còn hơn là tố cáo người bạn đời là Đức Maria. Mặc dù dựa trên bình diện của lề luật, Thánh Giuse có quyền để tố cáo Đức Maria, nhưng bởi vì Ngài là một con người có một trái tim tốt, cho nên một trái tim tốt là người ta luôn nhận phần thiệt thòi cho chính mình để cho người khác được dễ dàng, được vui vẻ, được hạnh phúc. Đấy, cho nên đó là những cái mức điểm của những con người có một trái tim tốt. Thì sau khi chúng ta chia sẻ về những cái ý niệm về một con người có tâm tốt, thì ngày hôm nay chia sẻ đến cái chữ em, đó là cái mind của Thiên Chúa. Tiếng Việt Nam ta gọi nôm na là cái tâm tư hay tâm tình, hay là thánh, hay là cái ý của Thiên Chúa. Ở đây hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về một chữ em, đó là cái mind, cái tâm tình của Thiên Chúa. Thì con mượn cái bài đọc của Phúc Âm Thánh Luca, một đoạn Phúc Âm rất ư ngắn, nói về cái biến cố là khi Chúa Giêsu đang giảng dạy ở tại một nơi mà chung quanh rất đông người, thì tự nhiên giữa một đám đông có một người la lên như thể là để khen ngợi, ôi phúc thay cho người mẹ nào đã cưu mang thầy và bú nào đã cho thầy bú. Nói nôm na của ngày hôm nay là phúc cho bà cố nào, là bà cố của cha xứ. Không, bà cố cha xứ đâu rồi? Đây, đang ngồi trên này, đấy, đang hát. Hay là có một đức giám mục nào, mặc dù đã làm giám mục mà bà cố còn sống. Ôi trời ơi, thấy đức giám mục đó bề bề mà nhìn nó phúc hậu quá, phúc cho bà mẹ nào đã sinh ra và cho đức giám mục bú từ khi nhỏ đến khi lớn. Đó là cái phúc. Rồi thấy một bác sĩ, ôi bố mẹ của bác sĩ đâu có phúc quá, bởi vì sinh ra những người con là bác sĩ, là y tá, là kiến trúc sư, là kỹ sư, hay là ông chủ tịch của chúng ta đây trẻ đẹp trai chẳng hạn. Ôi trời ơi, phúc cho người nào con chủ tịch đặc biệt thế, trẻ mà quá ư là ăn say, cả hai vợ chồng cả ngày cả tối đều ở chung quanh nhà thờ làm cho việc nhà thờ. Cho nên thấy những con người tốt thì người ta ca ngợi về những đấng bậc sinh thành, nhìn quả thì người ta biết cây. Thì cũng vậy, những người Do Thái khi xưa họ thấy Chúa Giêsu giảng dạy rất ư là đầy quyền năng, rồi làm nhiều phép lạ, ai ai cũng muốn được đi theo làm môn đệ của Chúa Giêsu. Với một người đầy quyền uy như vậy thì người ta rất dễ để nghĩ đến cái phúc của một bà mẹ nào đã cưu mang Chúa Giêsu. Bà Đức Mẹ có phúc thật chứ không phải là không? Trong tất cả những tước hiệu mà Đức Maria được nhận lãnh từ giáo hội của chúng ta, có lẽ tước hiệu cao trọng nhất đó là tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Là một tạo vật nhưng lại được cho để làm mẹ của con Thiên Chúa.
một cái phúc không bao giờ có lần thứ hai. Cho nên Đức Mẹ thực sự là một người có phúc. Ấy vậy mà khi mà người ta ca ngợi Đức Mẹ về cái phúc được sinh con Thiên Chúa như vậy, thì Chúa Giêsu lại nói ngay như thế này. Phải đúng hơn nói thế này: phúc cho những kẻ lắng nghe và tôn giữ lời Thiên Chúa. Như vậy, Chúa Giêsu không phủ nhận cái phúc của Đức Maria được Thiên Chúa chọn để cưu mang ngôi lời hằng hữu. Nhưng Chúa Giêsu nâng Đức Mẹ lên một bậc cao hơn nữa. Đó là cái phúc lớn nhất của Đức Maria không chỉ là việc cưu mang về thể lý, không chỉ về việc nuôi nấng Chúa Giêsu 30 năm trời trước khi Chúa Giêsu ra làm việc tông đồ. Nhưng cái phúc của Đức Mẹ căn bản và lớn nhất là bởi vì Ngài là một con người luôn lắng nghe lời Chúa và là một con người luôn làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Đây là cái phúc lớn nhất. Và đây là thách đố lớn nhất của chúng ta là những Kitô hữu. Nếu chúng ta hỏi làm cách nào để cho chúng ta được trở nên thánh, thì con thấy rằng hầu như tất cả các vị thánh đều nói: bạn hãy chỉ sống theo điều Chúa Giêsu muốn nói. Bạn hãy sống theo những gì Chúa dạy, bạn đủ để làm thánh rồi. Không cần phải đi đâu xa, không cần phải làm gì lớn. Hãy làm theo những gì Chúa muốn chúng ta làm. Cái đó là khó nhất. Và vì nó là điều khó nhất, cho nên ai mà làm được thì người đó là người có phúc lớn nhất cả đời này lẫn đời sau. Nhưng câu hỏi của chúng ta được đặt ra ở đây đó là làm thế nào để chúng ta biết được ý của Thiên Chúa? Và thứ hai, sau khi biết rồi thì thái độ của chúng ta phải như thế nào để cho chúng ta có thể làm theo những gì Thiên Chúa muốn? Bởi vì tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa đã khó, nhưng con nghĩ rằng cái vế thứ hai là làm theo ý Chúa lại càng khó hơn. Thì trước hết chúng ta khẳng định với nhau là làm thế nào chúng ta biết được ý Chúa bây giờ? Bởi vì ai cũng muốn đến tìm ý Chúa cả. Bây giờ chúng ta có nhận rằng chúng ta cầu nguyện như thế nào: Chúa ơi, xin cho con được biết ý Chúa muốn con làm gì trong cuộc đời của con. Ví dụ những người trẻ sửa soạn kết hôn, hai bạn trẻ đi học giáo lý hôn nhân, lời Chúa cho con biết, con sẽ biết anh này có phải là người chồng tương lai của con, cô này có phải là vợ tương lai của con không. Ví dụ như một lần có chúng tôi có dịp về Cali gặp lại một cái cô bạn, thế tự nhiên cô ấy dẫn ra cho Long ra ngoài này nhờ một chút, tưởng chuyện gì lớn, cô dẫn ra ba anh chàng bạn trai đứng xếp hàng ngay trước mặt mình, tuyên bố thế này: cha đang coi anh nào là được và mình nên lấy ông nào. Mà trong đó mình chưa gặp ông nào đã ông nào cả, mà ba người cô ta đều quý và cả ba người cô ta đều nhìn nhận rằng là chẳng có ai hoàn hảo. Chọn người này được cái này mất cái kia, chọn người kia được cái này mất cái nọ. Thế chúng ông làm sao bây giờ? Là có người nói con tôi chọn cả ba luôn cho rồi. Nhưng không được. Trong cuộc đời ta chỉ được chọn một lần một cái. Ví dụ thánh ý của Thiên Chúa chẳng hạn, chúng ta cũng chỉ chọn để làm theo thánh ý Chúa một lần như vậy, chứ không có thể nào đường này đường kia. Kể trước chúng con có dạy giáo lý hôn nhân cho một cặp đôi bạn trẻ để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Thì trong những câu hỏi con viết ra để coi xem bên nam và bên nữ biết gì về người bạn đời tương lai của mình, thì trong đó con ghi một câu thế này: bạn nghĩ điều nào tốt nhất về người đối phương và điều gì xấu nhất về người bạn đời của mình. Và cũng cho hai anh chị biết trước là sẽ nói cho nhau nghe, nhưng với điều kiện là phải viết thật với chính mình. Biết được cái gì tốt nhất về người bên kia. Thế rồi hai đứa nó che, anh không được nhìn em được nhìn anh. Nó viết xuống. Sau đó thì nói với cô trước và thôi,
Người Mỹ có câu lady first. Chị nói trước đi. Cái gì về anh mà chị thấy là điều tốt nhất, chị quý nhất? Thì cô ta viết thế này: anh ấy là một người đẹp trai, một người thương con. Quay qua anh, hỏi anh điều gì quý nhất về chị làm anh mê như vậy? Thì anh ta nói, cô ấy là một người rất yêu dễ thương. Vậy tốt rồi. Rồi câu hỏi cái thứ hai: cái gì xấu về người bên kia? Cái này khó lắm, mà phải nói thật. Thì cô nói về anh ta như thế này: cái xấu nhất về anh, đố ai biết là cái gì? Đó là chơi game hơi nhiều. Ở đây các bác các anh chị có ai con cái mà nó mê mệt chơi game không? Có phải không? Giới trẻ ngày nay là nó mê mệt, nó nghiện chơi game cả ngày lẫn đêm. Thậm chí ban đêm nó không ngủ, nó chơi tới sáng 3-4 giờ sáng, rồi nó ngủ cho đến tới chiều nó mới dậy. Và nó chơi game đến lúc mà nhiều quá, người nó ngớ ngẩn ra nó cơ. Và đây là cái hiện tượng của giới trẻ ngày hôm nay. Thì cô này cũng nói thẳng thật về anh ta, mặc dù anh ta năm nay đúng 35 tuổi, nhưng mà rất mê chơi game. Còn về anh ta nói về cô, cái gì xấu về cô ta, thì anh ta nói thế này: hồi đấy thì con nói là dễ thương, nhưng khi nói đến cái xấu thì cô ta hay giận con quá cha. Cô bé hay giận, hay hờn, còn mới trêu anh ta này nhé. Phụ nữ giận nó còn may, là bình thường đấy. Còn không giận nó có chuyện đấy. Anh ta cười, cười bù. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây là đôi khi chúng ta chuẩn bị cho một cái gì trong tương lai thì mình muốn luôn tìm hiểu xem thực sự đây có phải là người Chúa cho cho mình không. Và sở dĩ con đưa ra những cái câu hỏi như vậy để gọi là một phần nào thôi, để hy vọng những người trẻ biết rõ về những người mà chúng ta sẽ kết hôn, kẻo lỡ về sau này 5, 10 năm hay 15 năm gặp lại nói: giá mà con biết vậy chắc con đi tu từ lâu rồi cha. Mà ai cũng nói như thế, các bà cũng nói như vậy: con không những đi tu mà con đi tu gặp dòng kín nữa cơ, để cho chắc thân không gặp ông nào. Tại vì bây giờ gặp ông nào sợ, chẳng tin người đàn ông nào. Rồi các ông thì nói rằng: con nhớ lại những tháng ngày quen bà, bà dễ thương lắm cha, mà sao bây giờ thay đổi quá. Không chỉ là càng ngày càng nói nhiều, mà đặc biệt hơn là rất ư là nhớ dai. Mỗi lần chúng con cãi nhau là bao nhiêu chuyện trong quá khứ, từ khi quen đến khi bây giờ, kể chuyện nào bà nhớ chuyện đó. Thế ông nói là: con mà biết vậy con đi theo các cha tu cho rồi. Thì thường chúng ta đứng núi này trong núi kia, rồi chúng ta nói giá mà, giá mà. Rồi những người trẻ khi mà sửa soạn quyết định đi tu chẳng hạn, đứng giữa ngã ba đường, không biết là mình đi tu lập gia đình hay là ở độc thân. Mà đôi khi những người bạn trẻ cảm thấy một sự vui thúc rất mạnh để dâng hiến đời mình cho Chúa, cảm thấy rõ là Chúa gọi nhưng mà lại sợ. Cho nên họ vẫn cầu nguyện lại: Chúa làm sao để cho con có một cái dấu hiệu rõ, để con biết là Chúa gọi con. Cho nên tìm ra thánh ý Chúa là một điều rất ư khó, bởi vì chúng ta không dễ để nhận ra tiếng của Chúa đâu. Như vậy làm sao, đâu là những cách thức để cho chúng ta tìm ra ý Chúa bây giờ? Để chúng tôi xin đề nghị có 4 cách để chúng ta có thể nhận ra tiếng Chúa và ý Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta, đối với chúng ta và cách riêng đối với những ai đang đi tìm ý Chúa trong cuộc đời của mình và đời sống gia đình, để coi rằng Chúa muốn chúng ta trong hoàn cảnh này con phải đối xử và giải quyết như thế nào. 4 cách: thứ nhất,
Thánh ý Chúa được biểu lộ qua mặc khải. Và ở đây mặc khải có nhiều cách thức. Mặc khải có thể là mặc khải chung và mặc khải riêng. Mặc khải chung chúng ta thấy đây là đứng đầu Quấn Thánh Kinh. Giáo hội nói rất rõ, nếu bạn muốn biết được Thánh ý Chúa như thế nào, xin bạn hãy mở Thánh Kinh ra mà đọc. Bởi vì tất cả những gì Con Thiên Chúa muốn biểu lộ về thế giới của Thiên Chúa Cha, Ngài đã nói hết và đã được viết lại trong những trang Thánh Sử Phục. Cho nên, nếu chúng ta thực sự muốn được biết xem ý Chúa muốn mình làm gì, đối xử làm sao, hãy mở Thánh Kinh ra đọc. Và đó là lý do tại sao giáo hội khuyên mời chúng ta mỗi một gia đình nên cần có một cuốn Thánh Kinh, để một chỗ nào đó, đầu giường hay chỗ nào đó để chúng ta mở ra. Không cần phải đọc nhiều giống như các giáo sĩ tu sĩ, mỗi một ngày mở ra đọc một đoạn thôi cũng được. Hoặc là trong những giờ kinh chung trong gia đình, chúng ta để cho con cái hay là thay phiên nhau, mỗi đứa đọc một đoạn, mỗi đứa đọc một ngày. Thì khi mà đọc Thánh Kinh như vậy, chúng ta thấm nhuần được lời của Chúa muốn nói gì cho chúng ta. Cho nên chúng ta nghe lời của Chúa trong mỗi một thánh lễ, trong cái thời gian gọi là phụng vụ của lời Chúa, không kém phần quan trọng đối với phụng vụ của Thánh Thể. Bởi vì trong khi phụng vụ của lời Chúa được công bố, rồi sau đó là lời chia sẻ của các cha. Tất cả những cái đó là để do cho chúng ta giúp biết được ý Chúa muốn nói điều gì trong cuộc sống mình. Có những vị thánh chỉ vì một lời của Chúa nói trong Thánh Kinh mà các ngài đã được thay đổi cả một cuộc đời. Ví dụ như Thánh Ignacio Loyola chẳng hạn, ngài mở ra thấy một câu là hãy bán tất cả đi và dâng hiến cho người nghèo và hãy theo ta. Một lời như vậy thôi, mặc dù chúng ta nghe nhiều lần, nhưng mà tại sao chỉ một giây phút đó ta được đắm đắm? Trong thánh lễ cũng vậy, khi chúng ta đến để chúng ta nghe lời Chúa công bố, chỉ cần một lời của Chúa nói có thể làm cho tâm hồn chúng ta đang lắng đọng xuống. Khi tâm hồn chúng ta đang bị quá dao động, hoặc là đang nuôi một cơn hận thù nào đó mà chúng ta không biết làm sao để bỏ cái gánh nặng đó xuống, thì ta lại gặp lời của Chúa nói là các con hãy tha thứ cho những kẻ thù của chúng con. Bởi vì chúng con tha làm sao, Cha của chúng con sẽ tha như vậy. Đấy là tất cả những cái bối cảnh chúng ta đang trải qua, chúng ta nghe lời Chúa như thế. Có điều là chúng ta có tin là lời Chúa đó đang nói với mình hay không? Bởi vì phần lớn khi chúng ta nghe lời Chúa, ta lại nghĩ, trời ơi, lời của Chúa hôm nay hay quá, nói đúng như cái bà đang ngồi bên cạnh tôi. Chúng ta thường hay nghĩ là cái lời Chúa đó áp dụng cho người khác, cho chồng của mình, cho vợ của mình. Chứ chúng ta lại không nghĩ đó là lời Chúa đang nói với chúng ta. Nói điều đó, như con nghĩ đến anh chàng đi tìm hiểu ơn gọi trong nhà đồng của chúng con cũng khá lâu. Anh đi tìm hiểu như vậy là cả 5-6 dòng rồi. Sau khi đi tìm hiểu xong, trong một buổi hội thoại xong thì anh ta đến và cha, làm cách nào cho con biết là con phải đi dòng nào? Hay là trước hết là rõ ràng Chúa có thực sự gọi con đi tu không? Thì cũng khuyên anh ta cầu nguyện này, về đọc Thánh Kinh, sống trong thiên lang. Anh ta về, anh ta đọc Thánh Kinh mà đây là cái cách anh ta thử Thiên Chúa. Anh ta gặp cuốn sách lại, anh bảo anh ta là con sẽ mở đại một cái, để mở tứ lòng một cái. À, để con xem lời của Thiên Chúa như nào, anh ta nhìn xuống. Anh ta đọc ngay cái đoạn phúc âm Chúa Giêsu gọi ông Lê-vi, hãy theo ta. Nhưng mà anh ta vẫn bán tín bán nghi. Anh ta bảo biết cái này có đúng là lời Chúa nói với mình của ta. Ta thử lần nữa, mở ra một cái nữa, một cái ra phúc âm Thánh Luca, ngay đoạn lời Chúa Đức Maria nói tiếng xin vâng đối với Thiên Chúa. Ta gãi đầu, chú bảo Chúa, con không phải là Đức Mẹ. Không biết là Chúa có nói đúng không? Chú, cái này là Chúa nói Đức Mẹ chứ không phải Chúa nói con.
Mặc dù vậy, cho nên chúng ta hay dễ nghi ngờ. Chúng ta cứ đòi một cái dấu lạ gì nó đặc biệt. Thế cho nên, nếu tất cả bắt đầu bằng lời của Chúa, là chúng ta ở trong này là lời mặc khải của Chúa rất rõ. Rồi Chúa mặc khải qua giáo hội của chúng ta. Rồi chưa kể những đấng thánh được Chúa mặc khải với những mặc khải riêng tư. Đó là trong cái đầu tiên, đó là Chúa nói với giáo hội đối với chúng ta bằng cách Chúa mặc khải cho chúng ta biết qua thánh kinh, qua giáo hội, qua đèn đỏ. Cách thứ hai, đó là ngoài mặc khải, Thiên Chúa dùng tiếng Việt Nam ta gọi nôm na là đệ tam nhân, tức là Chúa dùng những anh chị em, những con người chung quanh mình để Chúa nói lời của Thiên Chúa với chúng ta. Ví dụ, chúng ta nghe thấy đi gặp một cha chẳng hạn, rồi tự nhiên cha đó nói với một người trẻ này, cha thấy con đi tu được ấy. Rồi đi ra một chỗ khác, gặp một bác lớn tuổi, bác lại nói cháu, đi tu đi cháu, bác thấy cháu tu được ấy. Chúa dùng những người này, người kia nó, hay là con cái, bố mẹ dặn con cái, là Chúa dùng người khác để nói với mình. Nhưng mà có điều là chúng ta có tin là những người đó là những người Chúa gửi đến để muốn gửi một sứ điệp gì cho chúng ta không? Hay là chúng ta lại nghĩ rằng thôi chắc chỉ là một chuyện tình cờ thôi, chứ có chi cái điều đó? Hay là khi chúng ta lập gia đình quen với một anh này, cô kia, rồi bố mẹ của chúng ta đã thấy những dấu hiệu không tốt cho tương lai, bố mẹ ông bà lên tiếng nói con này, con đừng lấy anh đó, bởi vì anh đó nhất định không theo đạo chúng ta. Bố mẹ thấy trước là có vấn đề. Và có điều là chúng ta không tin rằng Chúa đang dùng bố mẹ để nói với mình, và chúng ta nhất định vẫn nghĩ rằng tôi nhất định với anh đó bởi vì lấy xong chắc anh sẽ thay đổi. 10 năm sau, cô nghĩ lại thấy đúng y chang những lời bố mẹ đã nói trước, nhưng quá trễ đấy. Cho nên không phải là Chúa không nói, Chúa dùng ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, Chúa dùng những người chúng ta gặp gỡ trong thánh lễ. Sau một thánh lễ tự nhiên gặp bà đó, ông đã nói với mình một lời gì đó, chúng ta phải suy nghĩ mà xem tại sao người đó nói, không phải là tình cờ. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta có đức tin thì không có gì là tình cờ, mà Chúa đã sắp đặt những chuyện đó để Chúa gửi một sứ điệp cho chúng ta rất rõ. Thế cho nên, ngoài việc mặc khải trực tiếp của Thiên Chúa, thì hãy để ý những nhân vật mà Chúa cho phép chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời của họ. Cho dẫu họ có là ai, có những người họ không tin là bởi vì con sẽ tin người khác nếu mà người khác nói con, chứ thật sự ông đó mà nói với con chẳng tin. Hay là trong nhà rằng chẳng hạn, bề trên nói thì chúng ta tin, nhưng mà anh em đó nói, ví dụ như một anh đó mà lại là một người mà ta đã không quen, ta không cảm thấy thoải mái, không hợp với tính tình, tự nhiên anh ta nói một câu cái mình về mình không tin, là bởi vì ai nói đó, anh đó mình không thể tin tưởng được. Mà Chúa dùng những con người, kể cả những con người tội lỗi, để Chúa nói ý của Chúa cho chúng ta. Cho nên con người là cách thức thứ hai Chúa nói với chúng ta. Thứ ba là Chúa dùng cảnh vật thiên nhiên để đến với con người. Đây là tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng ngoài thiên nhiên. Trong đó có đồng cỏ xanh tươi, hoa màu ở ngoài kia. Và đây là lý do tại sao chúng ta được mời gọi nên có thời gian riêng để đi vào những có thiên lặng. Ví dụ ở đây, những ngày nay ta thấy có chắc ấm hiện diện với chúng ta, hay là có Thầy. Đấy đến từ trong một đan viện gọi là đan viện Đức Kitô trong sa mạc. Tại sao những đấng ẩn tu lại vào trong sa mạc, trong rừng để tu? Là bởi vì trong rừng, trong thiên nhiên, họ quyện vào với tạo vật của Thiên Chúa và họ dễ nghe được Thiên Chúa. Còn chúng ta đôi khi quá ồn ào, chúng ta không nghe được những cái cảnh vật nó của chính mình.
Thánh Francisco Assisi chẳng hạn là một vị thánh tiêu biểu hài hòa mình với cảnh vật thiên nhiên đến độ Francisco Assisi nói được tiếng của cảnh vật thiên nhiên, cá mú nó cũng nghe được tiếng của ngài giảng, cây cảnh nó cũng hiểu được những gì của nó. Và đây là tình trạng nguyên thủy trước khi Adam Eva phạm tội. Chỉ sau khi Adam Eva phạm tội thì giữa con người và thiên nhiên bị rạn nứt. Chứ từ thuở ban đầu thiên nhiên và con người cũng chỉ là một. Chúng ta có khả năng để nói chuyện với thú vật, với cảnh vật thiên nhiên. Cho nên trong sự ồn ào của tất cả chúng ta nên có những sự tĩnh lặng riêng. Rồi chúng ta bắt bộ vào ngoài những cái hàng cây. Ví dụ ở đây chúng ta thấy những cái cảnh vật trong khuôn viên của đền Đức Mẹ La Vang, chúng ta cũng thấy những cái cảnh vật chúng ta đi bộ, bắt bộ chung quanh, chúng ta nghe được cái tiếng gió chẳng hạn, gió hiu hiu. Rồi chúng ta nhớ lại cảnh vật xảy ra với tiên tri Elia. Tiên tri Elia muốn nghe được tiếng Chúa nói thì ông ta thấy một cái cảnh vật là trời đất rung chuyển trong một cơn động đất. Ông ta tưởng là Chúa đến là bởi vì động đất mạnh quá đi. Rồi là một cơn lốc mạnh, tưởng Chúa đến ở trong đó, cũng không phải ở trong đó. Cuối cùng Chúa đến bằng cách nào? Là một cơn gió yêu yêu thổi qua. Trong những lúc ta tưởng là không mấy quan trọng, trong những lúc ta nghĩ rằng chắc Thiên Chúa không ở trong đó, lại là lúc Thiên Chúa lại muốn biểu lộ dung nhan và nói tiếng của người với chúng ta đây. Cho nên hãy để ý với cảnh vật. Nếu chúng ta muốn tìm Thánh Thiên Chúa như thế nào, ngoài việc chúng ta đọc kinh, đến nhà thờ, đọc âm, đọc sách thánh, hãy vào cảnh vật để hòa mình với cảnh vật, và cảnh vật thiên nhiên sẽ nói cho chúng ta nghe Thánh Thiên Chúa như thế nào. Cho nên Thánh Vịnh vào mỗi ngày Chủ Nhật mà các vị tu sĩ giáo sĩ đọc kinh phục vụ của giám hội đấy, các bạn buổi sáng làm gì, cảnh vật làm nào là trăng sao tinh tú hãy ca tụng Chúa đi, bởi vì tất cả những cảnh vật trăng sao tinh tú ở trên trời và dưới đất nó đều có khả năng để ca tụng Thiên Chúa cả, cũng giống như chúng ta. Cho nên cảnh vật thiên nhiên là cách thứ ba Thiên Chúa nói cho chúng ta biết thánh ý của người. Thứ bốn là Thiên Chúa nói với chúng ta qua những biến chuyển trong cuộc sống này. Và khi nói đến biến chuyển, con cũng muốn ý nói đến tất cả những biến cố lớn nhỏ xảy đến trong đời của mình, xảy đến cho gia đình của mình, cho cộng đoàn giáo xứ, xã hội và thế giới của chúng ta. Không có một cái gì xảy ra mà Thiên Chúa không biết, và không có gì gọi là tình cờ. Thậm chí ngay cả cơn đại dịch chúng ta đang ở trong đó, và với bao nhiêu sự hỗn loạn trong thời gian vừa qua xảy ra cùng một lúc, hết việc nào là chính trị, chính em đủ thứ lộn xộn, rồi thế giới lao xao lên với nhau, rồi sau đó chúng ta lại thấy những cái phong trào, ví dụ như phong trào BLM chẳng hạn, đi đốt nhà phá cửa đủ thứ trò cả, gọi là nhân dân công lý để phá đổ công lý những anh chị em khác. Rồi sau đó chúng ta thấy cơn đại dịch, bao nhiêu chuyện nó đang xảy ra dồn dập cùng một lúc. Người ta đặt vấn đề phải chăng đây là dấu hiệu của thời cuối cùng chắc. Dĩ nhiên không ai trong chúng ta biết khi nào là tận thế. Nhưng tất cả những biến chuyển xảy ra cho thế giới, cho đất nước, cho gia đình, cho mỗi chúng ta đều biểu lộ thánh ý của Thiên Chúa trong đó. Có điều là chúng ta có tin hay không? Có đọc được hay không? Việt Nam chúng ta gọi đó là dấu hiệu của thời chiều. Tiếng Mỹ gọi là signs of the times. Có nghĩa là nhìn vào những biến chuyển của thế giới và ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa đang muốn nói gì cho thế giới, cho gia đình và cho mỗi chúng ta. Cho nên đôi khi Chúa cho phép những chuyện xấu xảy ra để có thể có được những cái tốt đẹp hơn sẽ đến trong tương lai.
Và đây là điều xác tín của Thánh Catharina de Siena khi Ngài nói rằng nếu Thiên Chúa không biết trước những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai thì người sẽ không để những chuyện xấu xảy ra trong hiện tại. Cho nên lịch sử chứng minh rất rõ, tất cả những gì ta gọi là xấu nhất xảy đến cho gia đình mình, cho bản thân của chúng ta, cho đất nước chúng ta, sau này chúng ta mới thấy à, hóa ra nhờ cái đó mà chúng ta mới có được ngày hôm nay. Đây không phải là cái dịch bệnh duy nhất trong thế giới nhân loại của chúng ta. Quá khứ đã có nhiều lần lắm rồi. Và qua mỗi một lần như vậy, con người lại khôn ngoan hơn, lại giỏi hơn, lại vượt bậc hơn. Rồi đôi khi gia đình của chúng ta có những chuyện lỉnh kỉnh xảy ra, những chuyện xấu xảy ra trong gia đình, nó lắm cào cào lên với nhau. Rồi chúng ta nếu không có bình tâm thì chúng ta hay than trách Chúa, là lạy Chúa tại sao gia đình con thường xuyên đi lễ, giữ đạo đàng hoàng, con chẳng có xúc phạm về giới răn nào của Chúa, mà tại sao những chuyện xấu lại xảy đến với gia đình của con? Không phải vì họ có tội mà chuyện xấu xảy ra. Chúa cho phép chuyện đó xảy ra là vì một mục đích nào đó chúng ta chưa biết bây giờ. Có điều là chúng ta hãy đầu phục cúi đầu để xin nắm lấy tất cả những gì đang xảy ra với niềm xác tín và hy vọng rằng mọi sự rồi sẽ qua đi. Và cơn dịch bệnh của chúng ta cũng sẽ qua đi. Và tất cả những lộn xộn của chúng ta ngày hôm nay, nó cũng sẽ qua đi. Tất cả sẽ qua đi để điều bước cho những cái tốt hơn trong tương lai sẽ đến. Cho nên, đó là bốn cách giáo hội chúng ta dạy rất rõ. Nếu bạn muốn tìm thánh ý của Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng của người qua mặc cả chung cũng như riêng, qua những anh chị em khi họ đến nói với chính mình, qua cảnh vật thiên nhiên khi chúng ta hòa mình với chúng. Và thứ bốn, rất rõ là qua thời chiều những biến chuyển trên thế giới của chúng ta hôm nay. Thì sau khi bốn cảnh đó, thì nếu chúng ta nhận ra thánh ý Chúa rồi, thì đâu là những cách thức để chúng ta phản đối diện với ý của Chúa muốn cho cuộc sống của chúng ta đi? Ví dụ, nếu ai đó chúng ta đang đau khổ, chúng ta cầu nguyện lời Chúa, xin cho con được bớt đau khổ, con mà hết đau khổ, con sẽ đi lễ hàng ngày cho mà xem, con sẽ siêng năng hơn, con sẽ thế này thế kia hơn. Nhưng mà chúng ta lại không dám cầu nguyện là lời Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa hãy để cho con đau khổ tiếp. Không mấy ai dám cầu nguyện như vậy. Các thánh khi xưa, các ngài cũng đã từng trải qua những đêm tối của tâm hồn. Ví dụ Thánh Teresa Avila là một trong hai vị thánh lớn của dòng Camillo chẳng hạn, cùng với Thánh Gioan Thánh Giáo. Đây là hai đấng được Chúa gửi đến để cải tổ đời sống tân hiến tu sĩ của dòng Camillo. Vậy mà đây là hai đấng đã bị những anh chị em trong dòng chơi sát vạt. Bao nhiêu những đau khổ, sỉ nhục là hai vị này đã đổ. Các ngày đau khổ quá, đến độ Teresa Avila nói với Chúa thế này: chẳng lạ gì bây giờ con mới biết Chúa có ít bài, là bởi vì ai làm bài với Chúa, Chúa đều gửi đau khổ đến cho họ. Bởi vì chính Ngài đã bị đau khổ quá, thậm chí Ngài đã muốn rút lui rồi, thậm chí bỏ luôn cả đời tu của mình nữa. Bởi vì Ngài có ý tốt là muốn cải hóa, đổi mới đời sống tu của dòng mình này. Mà tại sao bị các chị em chờ sát vẽ, hắn doi tham gia cũng vậy. Nhưng sau khi Teresa Avila cảm nhận được sự dịu ngọt trong đau khổ, thì Ngài lại cầu nguyện như thế này. Và mỗi một buổi sáng khi Ngài mở mắt thức dậy, lời Chúa, xin cho ngày mới của con thêm nhiều đau khổ. Vì bao lâu con còn đau khổ, bấy lâu con còn biết Chúa còn thương con. Cầu nguyện rất ư là đặc biệt dễ thương, nhưng mà cũng rất là đáng sợ.
Thú thật bản thân con chưa dám cầu nguyện như vậy. Có ai ở đây dám cầu nguyện cái lời chưa thì con không biết. Nhưng mà giả sử chúng ta mỗi buổi sáng mở mắt dậy là Chúa ngày hôm nay con tạ Chúa, Chúa gửi đau khổ đến cho con nữa đi. Chắc không ai dám. Chắc không ai dám đâu, đất nước. Phần lớn chúng ta cầu nguyện là xin Chúa chúc lành cho ngày mới, cho gia đình con khỏe mạnh, cho con được có sức khỏe để con đi làm. Chứ đâu ai dám nói là lời Chúa, xin cho con được thêm đau khổ. Vì khi con đau khổ, con biết Chúa còn thương con. Là bởi vì các ngài biết con đường duy nhất đối với Chúa là con đường thập giá. Chúa Giê-xu tự đồng hóa mình với cây thập giá. Và cây thập giá với Chúa Giê-xu cả hai nay là một, không tách rời. Cho nên Chúa nói rằng nếu chúng con muốn lên thiên đàng, hãy tìm con đường hẹp mà ra, đừng đi con đường rộng. Bởi vì con đường rộng dẫn vào chỗ diệt vong, và chỉ con đường đau khổ dẫn chúng con vào thế quốc. Biết vậy đấy, nhưng không mấy ai muốn đau khổ. Ngay cả thân con Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, Ngài đâu có muốn đau khổ đâu hết. Bằng chứng là trong vườn Giê-xi-ma-ni, chúng ta thấy Chúa Giê-xu ngã sấp mình xuống trong vườn Giê-xi-ma-ni. Ngài đau khổ, Ngài buồn, Ngài sợ đến độ. Các thánh sử nói rằng là Ngài chảy mồ hôi hột non nặng như máu vậy đó. Nói đến việc Chúa Giê-xu run rẩy như vậy, cầu nguyện, Chúa cầu nguyện thế nào? Lạy Cha, nếu được, xin hãy cất chén này khỏi con. Có nghĩa là Ngài sợ, Ngài không muốn uống chén đắng này. Nếu có con đường nào khác cứu độ trần gian, xin cho con dùng cách đó được không? Để con khỏi phải đau khổ, Thưa Cha. Nhưng cái vế thứ hai chúng ta phải phục Chúa Giê-xu. Nhưng lạy Cha, không phải ý con muốn, nhưng mà xin cho ý Cha được thể hiện. Tuyệt vời. Cho nên khi Chúa Giê-xu cầu nguyện là xin Cha cất chén đắng này khỏi con, nhưng không phải ý con mà ý Cha, thì Chúa Giê-xu biết rất rõ là ý Chúa muốn mình đi tiếp con đường đau khổ. Thì thái độ của Chúa là gì? Ngài uống đến cùng. Cho nên Ngài đã từng dặn với các tông đồ rằng lương thực của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy. Và Thầy không làm điều gì khác ngoài những điều Chúa Cha muốn Chúa Giê-xu làm. Đây là lương thực của Chúa. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi mình đau khổ, chẳng hạn mình cầu nguyện xin Chúa cất chén đắng này cho con. Nhưng nếu được, xin đừng quên vế thứ hai là nếu giả sử Chúa muốn chúng ta tiếp tục mang những cái căn bệnh trên thể xác của mình, chúng ta có dám không? Chúng ta có vui vẻ đón nhận không? Hay là chúng ta nổi quáu? Hay là chúng ta nổi giận, chúng ta hờn Thiên Chúa? Và thậm chí có những người vì quá đau bỏ luôn cả lãnh vực đức tin. Bởi vì họ tin rằng nếu có một Thiên Chúa yêu thương con người thật, thì Thiên Chúa ấy sẽ đứng ra để bênh vực công lý cho họ. Mà Thiên Chúa đâu chẳng thấy, cho nên họ mất luôn cả đức tin. Cho nên đôi khi trong cuộc sống, ta biết rõ ý Chúa cho mình, nhưng chúng ta không dám chấp nhận. Con muốn chia sẻ đến ba thái độ rất phổ thông của chúng ta sau khi mình biết được ý Chúa muốn mình làm gì. Thứ nhất, phần lớn giữa chúng ta sau khi đã biết Chúa muốn làm điều gì đó cho chính mình, hay là Chúa muốn chúng ta làm một điều gì đó, thì phần lớn giữa chúng ta là chúng ta sẽ khước từ. Chúng ta sẽ nói lời no đối với Thiên Chúa. Và đây là phần lớn trong nhân loại chúng ta. Chúng ta tẩu trốn, chúng ta bỏ, chúng ta khước từ, chúng ta không muốn làm theo thánh ý Chúa đi. Bởi vì nếu mà làm theo thánh ý Chúa, có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi ý của mình. Và phần lớn ý của Chúa rất khác với ý của chúng ta. Tại sao nhiều người trong chúng ta lại không dám làm theo những điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm? Thưa, vì ba lý do rất ư căn bản. Thứ nhất là vì chúng ta sợ đau khổ. Chúng ta không muốn đau khổ. Mà phần lớn khi Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì
bao giờ nó cũng có chiều kích đau khổ ở trong đó. Và con người thì không muốn đau khổ. Con người không muốn đau khổ. Thế cho nên chúng ta sợ đau khổ, nên chúng ta khước từ ý của Thiên Chúa. Ví dụ hôm qua chúng ta mừng lễ truyền tin của Đức Maria. Đức mẹ biết rõ là Chúa Thiên Chúa muốn mình là mẹ của ngôi lời, muốn mượn thân xác của mình để con Thiên Chúa được sinh ra đời. Mẹ cũng biết rất rõ, mẹ nói lời xin vâng có nghĩa là mẹ bước vào hành trình đau khổ với con Thiên Chúa. Nhưng khác với nhiều người, Đức mẹ cúi đầu và đón nhận. Và khi Đức mẹ đón nhận một cái, cả cuộc đời mẹ là những chuỗi ngày sầu bi. Đến nỗi giáo hội chúng ta ban tặng cho Đức mẹ với một tước hiệu là Our Lady of Sorrow, mẹ sầu bi. Nếu chúng ta gán tên cho ai cái sầu bi, thì chẳng hạn thấy có một người ở trong giáo xứ thấy mặt không thấy cái sầu bi rồi, buồn rồi. Hay là mặt ai đó vui quá thì người ta đặt cho cái ông đó cái ông vui. Tức là cái nickname, cái tước hiệu của người ta nó nói lên cái con người của người ta. Gọi Đức mẹ là Đức mẹ sầu bi là bởi vì cả cuộc đời Đức mẹ là những chuỗi ngày đau khổ. Cho nên vì chúng ta con cháu Adam Eva sợ đau khổ, nên chúng ta muốn đi con đường nào khác nó vừa ngắn mà lại không phải đau khổ thì con đi đường đó. Cho nên tác giả sắc gương Chúa Giêsu nói rất hay là ai ai cũng muốn lên thiên đàng, nhưng không ai muốn chịu đau khổ để bước vào thiên đàng. Nếu có con đường nào vào thiên đàng mà con không phải đau khổ thì chắc chúng ta chọn con đường đó trước. Nếu có con đường nào để cho chúng ta có tiền mà không phải vất vả đi làm, chắc chúng ta đi con đường đó trước. Nếu chúng ta biết ra ngoài street kia kéo một cái nó ra chục ngàn chẳng hạn, chắc ai chúng ta cũng đang kéo cả. Và nếu chúng ta biết để chúng ta mua lô tô mà biết một trong những số mình chọn nó sẽ trúng thưởng hàng triệu thì chắc ai cũng mua con đường đó. Và khi chúng xong thì chắc chúng ta không cần đi làm nữa. Con đường shortcut là con đường của chúng ta không muốn đau khổ. Đó là thứ nhất, không muốn đau khổ. Thứ hai, chúng ta không muốn làm theo ý Chúa là bởi vì chúng ta sợ mất đi cái quyền riêng của chính mình. Con người chúng ta nắm một quyền rất mạnh, cụ thể rất rõ. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu mới sinh ra đời, khi ba nhà đạo sĩ đến nói với Hê-rô-đê, vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao của người. Và khi Hê-rô-đê lần đầu tiên nghe nói một vị vua Do Thái mới sinh ra, thì vua Hê-rô-đê đã bắt đầu sợ. Và cái sợ của ông ta là sợ mất đi cái ghế quyền làm vua của mình. Và vì sợ mất quyền bính, cho nên ông đã làm gì? Thưa là giết tất cả những đứa con trai từ 2 tuổi trở xuống. Trong đó có cả con ruột của Hê-rô-đê. Hê-rô-đê giết luôn. Và khi bà mẹ và vợ đứng ra can thiệp để xin đừng giết con của tôi, ông ta giết luôn bà vợ. Tức là thà làm cho còn hơn là sót. Để làm gì? Để không một vị vua nào có thể thay thế ông lên cái ngôi ghế này. Ghế đó là gì? Tức là ghế quyền của mình, quyền của chúng ta. Thế cho nên chúng ta đi làm việc cũng là thằng hạn. Chúng ta cũng muốn quyền, các là chúng ta nhiều khi đôi khi chúng ta đảm đổ những anh chị em khác để chúng ta nắm lấy cái quyền vị chức của chúng ta. Quyền chức là cái dễ để chúng ta đảm đổ nhau lắm. Mà phần lớn khi chúng ta làm theo ý Chúa là một Thiên Chúa lại bỏ đi cái quyền của một Thiên Chúa. Ngài là một Thiên Chúa bỏ thế giới Thiên Chúa đến với chúng ta. Cho nên khi làm theo ý Chúa, thế nào Chúa cũng nói là chúng ta không được bán lấy quyền. Mà điều này rất rõ là chúng ta phải bỏ đi những cái gì, cái quyền của mình, tự do của chúng ta, để chúng ta phải làm theo Thiên Chúa. Phần lớn chúng ta cũng không muốn, chúng ta ham quyền, cho nên chúng ta cố vị bao nhiêu có thể
để chúng ta muốn làm gì chúng tôi làm. Giới trẻ ngày hôm nay thường nó hay nói với ông bà, cha mẹ của chúng nó là gì? Leave me alone. Tôi muốn làm gì, con muốn làm gì kệ con. Con muốn chơi game, đó là quyền của con. Bố mẹ không được nói đến. Hay là một trong những lập luận của những người phò pháp hay là gì? Đây là cơ thể của tôi. Và vì là của tôi cho nên tôi có quyền, tôi làm gì kệ tôi. Người ta muốn nắm lấy cái quyền của mình. Mặc dù quyền đó cũng chẳng phải là của chúng ta. Cho nên Phi-la-tô nói với Chúa Giê-xu trong bản thân khó là gì? Ông không biết rằng tôi có quyền để cho ông sống hoặc ông chết sao? Chúa Giê-xu nói rằng ông không có quyền gì cả nếu ơn trên không ban cho ông. Cho nên con người chúng ta muốn bán quyền. Quyền đến chức vụ nó đánh đổ con người và nó làm cho chúng ta xa từ Chúa, vì chúng ta không muốn làm theo ý Chúa muốn chúng ta làm. Thứ ba là chúng ta sợ mất đi cái tự do cá nhân của mình. Bởi vì làm theo ý Chúa có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi ý riêng của mình. Và đó là lý do tại sao trong giáo hội đặt rất nặng về đức vâng lời. Tí nữa con sẽ nói về cái điều này. Về đức vâng lời là bởi vì làm gì? Bỏ đi ý riêng của mình để làm cái ý của Thiên Chúa. Mẹ Teresa Calcutta một lần trả lời phỏng vấn cho một người hỏi mẹ thế này: thưa mẹ, làm cách nào để con được trở nên hạnh? Mẹ trả lời với người trẻ thế này: nên thánh là tự nguyện biến mình thành nô lệ cho thánh ý của Thiên Chúa. Và khi con làm được điều đó, con là thánh. Có nghĩa là mình tự nguyện nộp mình để trở nên một tôi tớ, một nô lệ cho thánh ý của Thiên Chúa. Nói như lời Chúa Giê-xu, lương thực của Thầy là làm theo ý của đấng đã sai Thầy. Đó là lấy của ý của Chúa cho đời sống của Chúa Giê-xu. Cuộc sống của chúng ta cũng phải lấy ý của Thiên Chúa làm điểm tựa, làm căn bản trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là điều chúng ta muốn làm gì chúng ta làm. Trong giáo hội của chúng ta đặt rất nặng về cái việc này. Trong đời sống tu sĩ cũng phải, là khi làm theo thánh ý Chúa là chúng ta bỏ lại những cái gì ý riêng của chính mình. Và đây là điểm rất là gay go. Gay go nhất trong đời sống của tu sĩ là mình phải làm những điều giáo hội muốn các cha làm, chứ không phải là điều các cha muốn làm. Cho nên đôi khi đấy, giáo hội chúng ta thấy tất cả đức cha, đức giám mục đâu phải các ngài chọn về một giáo phận nào, nhưng mà do giáo hội Vatican đặt để đức giám mục đó xin đức cha về giáo phận đó coi gì con được không. Thì đức cha vì vâng phục đối với vị kế vị thánh Phêrô là đức giáo hoàng, ngài buộc vì đức vâng lời về giáo phận đó để mà làm việc. Đức cha giáo phận của chúng ta tại Las Vegas cũng vậy, ngài được sai đến đây nhân dân giáo hội. Tất cả các cha cũng vậy, được gửi đến làm giáo sứ, rồi sau đó cũng được tuyên truyền qua chỗ khác là theo nhu cầu của giáo hội, chứ không phải là vì các cha muốn được đến đó. Mặc dù trong thực tế chúng con vẫn có những cái chuyện lấn cấn là nếu mà cho ý riêng thì cha nào cũng muốn về làm cái chỗ đó cả. Ví dụ như trong thời Thánh Alphonso đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế chẳng hạn, thế kỷ của ngài là cái thế kỷ thứ 17-18. Ở trong thành Roma thì có hàng trăm linh mục đầy dẫy, vậy mà ở ngoài thành phố chút thôi, ở ngoài rìa một chút thôi, không có một linh mục nào dám ra ngoài đó để có thể ở giữa đàn chiên, ở với những anh chị em nghèo. Thì Alfonso khi thấy trong thành Roma quá đông, thì ngài xin được đi qua ra cái chỗ gọi là Scala, là một thành cách Roma không bao xa. Ra ngoài đó toàn là những chỗ kiểu ho cỏ ấy, thì ngài thấy bao nhiêu những người nghèo có chăn chiên, không biết gì về giáo lý, không có linh mục nào dâng lễ, không có một tu sĩ nào ở giữa họ.
Và đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời Alfonso được đụng chạm với người nghèo và được thúc đẩy lòng yêu mến người nghèo. Đây cho nên nếu để cho các cha chọn thì cha nào cũng chọn ở trong thành phố, thành thị để cho nó đông người, đông dân. Đây là yếu tố của con người, của tất cả các cha cũng vậy thôi. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện cho các cha, cho các đấng bậc để các ngài luôn làm theo thánh ý của Chúa muốn được thể hiện qua giáo hội của chúng ta. Còn nếu không thì cha nào mà ai người đó làm thì nó chẳng phải hệ thống gì cả. Đôi khi chúng ta thấy một cha nào làm đó, ví dụ bên chúng con cũng có chứ không phải là không, rồi khi họp với các tỉnh dòng bàn thì có những cha làm việc phục vụ giúp cho người nghèo, khách quan nhìn vô thì giáo dân khen đáo khen đệ, khen hết lời, thiếu điều là phong thánh là một thách sống luôn. Nhưng mà khi mà họ ra thì thực sự đó không phải là công việc tỉnh rằng muốn trao ban, nhưng mà ngài nhất định tôi phải làm công việc này, và thậm chí tự mình đến một giáo phận khác để làm, không có phép của giáo hội địa phương. Rồi đức giám mục địa phương không biết cha này thuộc về bề trên nào, thuộc về dòng nào, mà là một tu sĩ mà là ở trên một mình như vậy, thì đó là gây trở ra bao nhiêu chuyện cả. Còn những ai không biết ở ngoài thì thấy như là một người rất ư là dấn thân, thì tốt đẹp vậy đấy, nhưng mà nó thiếu đi cái ý nghĩa, đó là được sai đi. Chúng ta mất đi cái ý nghĩa là một người được sai đi, nhưng mà đơn thuần chúng ta chỉ làm những công việc chúng ta muốn thôi. Nó xa nó gần, nhưng đây là chuyện của con người chúng ta, để cho thấy rằng chúng con là những người đi tu không có nghĩa là chúng con hết những cái yếu tố lấn cấn của con người. Các bác, các anh chị trong đời sống, hôn nhân, gia đình cũng vậy. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để làm theo ý của Thiên Chúa muốn, chứ không phải là điều chúng ta muốn làm. Thế cho nên đó là thứ nhất là những người đã say no, có nghĩa là những người khước từ theo ý của Thiên Chúa vì ba lý do đó. Thứ hai là những người sau khi biết thánh ý Chúa mà họ vẫn dửng dưng như ca vàng. Tiếng Mỹ nó gọi là indifferent. Họ không cần biết và họ cũng không có care. Tiếng Việt, tiếng Mỹ gọi là careless attitude, một thái độ bất cẩn. Mặc dù tôi biết ý Chúa vậy đấy, tôi cũng làm gì được bây giờ. Họ không có bất cẩn. Đây là những con người mà nói theo ngôn ngữ của thánh tiến sĩ Thomas Aquino. Ngài nói rằng lớp người này là lớp người đáng sợ nhất, bởi vì họ không có ngọn lửa trong tâm hồn. Ngài nói Thiên Chúa khó cứu những con người không dở dở vấn đề lắm. Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan nói như thế này: giá mà ngươi nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, nhưng mà ngươi không nóng, chẳng lạnh, ngươi hâm hâm dở dở, cho nên ta mở ngươi ra. Đó là cái lời nói của thánh Gioan Tông Đồ trong sách Khải Huyền để nói lên cái sự ghê tởm của Thiên Chúa đối với những con người hâm hâm dở dở. Con nhớ hoài lời của đức tổng giám mục ở bên Houston lúc bấy giờ con còn là sinh viên đại học, đứng ra chia sẻ cho một tuần thánh tiến tâm cho các anh em chúng sinh. Ngài đứng lên ngài chia sẻ thế này: tôi không muốn thấy một cha nào chịu chức xong mà hâm hâm dở dở. Cái nghĩ gọi là mediocrity, có nghĩa là làm cho nó nửa vời thôi, vậy đủ rồi, không cố gắng hơn, đủ rồi, làm minimum, làm tối thiểu. Ngài nói ngài tôi ghét nhất những thầy nào học hâm hâm dở dở. Còn ngài nói rằng các thầy khi còn làm thầy mà đã hâm hâm dở dở thì tôi nói trước, các thầy nếu chịu chức sẽ là linh mục hâm hâm dở dở. Mà cái đó đúng lắm, rất ư đúng. Đừng nghĩ rằng thôi tôi chờ nó mốt tôi chịu chức tôi sẽ cố gắng hơn, tôi chờ nó mốt chịu chức chắc ơn Chúa biến đổi tôi thành đấng thánh hơn. Không có đâu. Làm thầy làm sao linh mục y chang như vậy. Con người vẫn là con người mà. Thế cho nên
đối với những người mà sau khi biết được thánh ý Thiên Chúa mà nhắc đến cứng đầu cứng cổ bất cẩn, đấy là những con người làm sao mà đó hâm hâm dở dở nửa vời là một cái tội nhé, là một tội đấy, chứ không phải là không có tội đâu. Ví dụ như cái chuyện người Samaritan đâu tốt lành, cái câu chuyện là tư tế đi ngang, luật sĩ đi ngang, Pharisee đi ngang, thấy một người nửa sống nửa chết bị đánh ở giữa đường, chẳng ai nói hòa, bởi vì họ không khen, họ không để ý đến, họ bất cẩn thôi kệ, đây không phải là chuyện của tôi. Nó là một cái tội, gọi là tội hâm hâm dở dở, cái tội bất cẩn. Chuyện gia đình của chúng ta đang cần ở trong này, và chúng ta có một thái độ là tôi bất cẩn, tôi kệ, tới đâu hay tới đấy, tôi không khe gia đình tôi. Và nhiều khi công việc của những gia đình khác hay công việc ở ngoài giáo xứ, nhiều khi chúng ta đã sốt sắng ạ. Công việc của người khác ta sốt sắng, nhưng mà công việc của gia đình mình đang lấn cẩn, lấn cẩn đây, gia đình đang ưu tiên. Chúa mời gọi những đấng bậc trong đời sống gia đình, gia đình là ưu tiên trước hết, chứ không phải công đoàn giáo xứ. Nếu gia đình chúng ta chưa làm được, thì khoan hẳn nói để việc ta đi giúp cho những người khác. Mà nếu có việc ưu tiên để ta cần phải làm và để ý, hơn là gia đình của chúng ta. Bởi vì đây là cách để chúng ta nên thắng. Và khi ta lo gia đình mình rồi, ổn rồi, còn giờ, còn sức, còn công, ta mời gọi để làm thêm cho những người khác, cho những người ngoài giáo sư. Thế cho nên ở trong ơn gọi nào cũng phải được mời gọi để làm trong ơn gọi nào chưa. Cuối cùng, và đây là điểm con muốn kết thúc, đó là những con người khi đã biết Thánh Đi Chúa đối với họ, thì họ vâng phục và họ nói nhắc. Đây là một số ít, ta gọi là số được tuyển chọn, ơn Chúa ban cho họ, nhưng họ phải có sự cộng tác của chính mình. Nhưng để được có một thái độ như Đức Maria và tất cả các vị thánh đón nhận Thánh Y Chúa trong cuộc sống mình, ví dụ ta đang đau khổ mà Chúa lại muốn chúng ta tiếp tục đau khổ, thì làm thế nào ta có thể đón nhận Thiên Chúa đây, Thánh Ý của Người cho chúng ta? Thì cũng vậy, thứ nhất là đòi của chúng ta phải đầu phục trước Thánh Ý của Thiên Chúa. Đầu phục nó lên thái độ là chúng ta không hiểu Thiên Chúa đang muốn chúng ta làm điều gì, và tất cả những gì Thiên Chúa muốn giải thích cho chúng ta nó cũng vượt quá trí hiểu của con người. Như Đức Maria nói về việc vợ chồng làm sao không biết được, rồi Thiên Sứ lại giải thích, Đức Mẹ cũng chẳng hiểu. Nhưng vì Đức Mẹ biết đây là chuyện của Thiên Chúa, nó vượt quá trí hiểu của con người, cho nên Mẹ nằm rạp sát đất, Mẹ surrender, Mẹ đầu phục. Mặc dầu con không hiểu, nhưng con xin đầu phục trước Thánh Ý của Thiên Chúa. Thứ hai, sau khi đầu phục thì đòi buộc người đó phải có đức tin, là bởi vì khi đón nhận Thánh Ý Chúa xong thì chúng ta nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi Cô-rinh-tô, là chúng ta bắt đầu bước đi trong hành trình đức tin. Giống như Abraham, Chúa dẫn Abraham đi, Chúa nói ta sẽ làm cho ngươi làm cha của một dân tộc vĩ đại. Abraham nhìn xuống thấy thân mình già, nhìn qua thấy vợ mình cũng già, làm sao mà làm cha của dân tộc bây giờ? Vậy mà Chúa nói hãy tin đi. Thì Abraham tin. Rồi Chúa lại thử Abraham, thôi ngươi và vợ ngươi đi qua một miền đất mới. Abraham nói thôi Chúa gọi người khác đi, con già rồi làm sao con đi. Chúa nói ngươi hãy cứ đi, ta sẽ chỉ cho ngươi một miền đất mới. Và Abraham đã đi, mặc dầu ông ta đã lớn tuổi, đi bao ngày, bao nhiêu ngày đề đàng, ông lại hỏi Thưa Chúa đến chưa. Chúa nói thì ngươi hãy cứ đi. Cho nên cả một cuộc đời Abraham là chuỗi ngày bước đi trong đức tin. Rồi ta nhớ lại câu chuyện Abraham và bà Sarah là vợ ông, cả hai bà lớn tuổi mà không có được một mụ con. Rồi Chúa ban cho hai ông bà một đứa con duy nhất, là đứa con tên là Isaac. Chuyện gì xảy ra với Isaac? Thiên Chúa lại thử đức tin của ông bằng cách
hỡi Abraham, hãy dâng con của ngươi cho ta. Thế rồi hai cha con ngày nào cũng vậy, con vác củi, bố dẫn con chiên lên để tế đàn cho Thiên Chúa. Thế ngày hôm đó, Abraham đi với đứa con Isaac để lên núi tế lễ cho Thiên Chúa. Con mình hỏi, cha ơi, con có củi đây, củi lễ đâu cha? Bởi vì ngày nào cũng thấy cha dẫn đi một con chiên, ngày hôm nay không thấy củi lễ. Abraham rưng rưng nước mắt, biết là Thiên Chúa đang muốn dâng hiến con của mình. Mà Abraham chỉ nói, con ơi, Chúa sẽ lo liệu. Rồi đi một chút lại, lại hỏi, cha ơi, củi lễ đâu cha? Rồi khi đến nơi, đặt củi xuống, thì vẫn chưa thấy của lễ. Isaac lại hỏi, cha ơi, mình đặt cái gì lên cha? Lúc đó Abraham mới nói, hôm nay con là của lễ của Thiên Chúa. Và ông đã bế đứa con đặt lên củi. Và khi ông sửa soạn cầm diên quẻ để đốt tế lễ con của mình, thì lúc bấy giờ thiên sứ hiện ra đã ngăn cản ông. Abraham, ta biết người yêu mến Thiên Chúa, ta biết đức tin của ông. Đấy, cả một cuộc đời Abraham Thiên Chúa thử dẫn dắt từng bước một, từng bước một. Rồi dân Do Thái cũng vậy, dẫn đi từng bước một. Có những con đường nó rất cong, con đường dân Do Thái đi qua biển đỏ là con đường rất là dài. Đúng ra con đường ngắn hơn để đi đến thì nó sẽ ra tới mà. Mà Chúa lại không dẫn con đường ngắn, Chúa dẫn con đường dài, nó lại cong tới, cong lui. Rồi dân Do Thái nói với ông Mô-xê càng đàm suốt, khi nào thì tới. Thì Chúa lại dẫn dắt từng bước một, cho nên đôi khi trong cuộc sống mình, cuộc đời chúng ta có nhiều ngõ ngắt, có nhiều lối đi cong quen, nhưng không phải là một tình cờ. Chúa dẫn dắt từng bước một. Và khi đi từng bước một, đòi buộc chúng ta phải có con mắt đức tin. Bởi vì chúng ta đi trong đức tin. Tiếng Anh gọi là we walk by faith and not by sight. Đó là đúng chữ của thư Phao-lô gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Chúng ta đi bằng đức tin chứ không phải bằng ánh mắt. Mà đi trong đức tin có nghĩa là ta không thấy gì về tương lai, đi tới đâu biết tới đó, không biết gì về một ngày mai. Cho nên đời chúng ta đôi khi nó quanh queo, nó đi dài lắm. Và con có một bây giờ cha ấy là một lớp của con có nhà giàu, có 6 anh em. Có một cha đó bây giờ là lên một của dòng vô lời, nhưng mà vùng vô dòng chú có thế với con cùng lớp. Nhưng mà đường ơn gọi của thầy rất ư vất vả. Lúc đó vô là thầy đã là 36-37 rồi, sau khi đã đi qua rất nhiều dòng tu và địa phận. Ở Việt Nam đã đi địa phận, rồi đã đi dòng Tây, qua bên này đi dòng này dòng kia rất nhiều, cuối cùng vô dòng chúng thế. Thì đường tưởng được yên, học với chúng con được 2 năm. Anh em đang học ngon, thầy học super giỏi, học rất mê học. Và nếu cho thầy cả ngày không cần ăn uống, là chỉ ngồi mê học và mê đọc. Và mỗi lần họp tập đoàn, họp anh em là cả một cực hình đối với thầy, là bởi vì thầy không được đọc sách. Học super giỏi. Thế đùng cái nghe cha giáo nói là thôi mời thầy ra. Mời thầy lên. Anh em rất ư là sửng sốt. Cá nhân của con cũng buồn. Và thú thật lúc đó cũng hơi bực đối với nhà dòng hỏi, ủa tại sao thế, tại tốt như vậy thì nên mời anh ra. Nhưng mà mình biết chắc là có vấn đề gì. Thế rồi thầy ra thì mướn một cái căn phòng ở trong đại học đó, gọi là cái dorm ấy. Thì ở trong cái dorm đó thì mỗi buổi trưa thì chúng con lại con thì thân với anh ta, con lại vô cái phòng đó thì ngồi anh em ăn trưa với nhau, thì mới hỏi nói chuyện để anh đỡ buồn. Anh buồn vì bị gọi là mời ra khỏi dòng, để anh bảo lòng ở đời của mình lâm đăng hết dòng này đến dòng kia. Nhưng mà chắc mình tin Chúa dùng những người này, cha kia để dẫn dắt mình tương lai, mặc dù mình chưa biết sẽ như thế nào.
Rồi sau đó nghe nói đi dòng này dòng kia nữa, hai ba dòng nữa. Thì cuối cùng con mới được tin là thầy chiêu chức ở trong dòng Vô Lời. Và hiện tại đang là giáo sư triết học ở bên Đại chủng viện Vô Lời. Con rất mừng. Và cho đến bây giờ con vẫn nói, cha, mình thấy đúng thật, Chúa dẫn dắt rất hay. Mặc dù khi mà Chúa đang dẫn dắt vậy thì đôi khi mình khó chịu, nhưng mà cuộc đời chúng ta là những chuỗi ngày cong queo đi trong đức tin, không ai biết trong tương lai. Và vì trong đức tin ta không biết trước trong tương lai, cho nên làm cho chúng ta đôi khi nó nản, đôi khi nó chán, đôi khi thất vọng. Cho nên đòi của chúng ta phải có đức tin. Đức Maria, Thánh Giuse khi nhận và đón nhận các ý Chúa thì cả hai đấng đều đi trong đức tin. Đấy, Thánh Giuse vừa nhận lời để đưa Đức Maria về, thì chuyện xảy ra là đấy, Đức Mẹ sinh con là không có chỗ để mà trong người bạn đời sinh con. Rồi chẳng bao lâu từ thiên sứ lại hiện ra nói với Thánh Giuse, thôi đưa vợ con đi qua Ai Cập. Qua Ai Cập chưa được bao lâu thôi, là sắp nói đi con về đi con. Nó đang lên trên về thôi, Thánh Giuse đừng có về chỗ đó, để chỗ khác đi. Tức là đời của Thánh Giuse nó cứ bấp bênh suốt này. Và nếu Ngài là một con người không có đức tin thì chắc có lẽ Ngài cũng bỏ cuộc thật. Tại vì Chúa thử quá nhiều và cuộc đời Ngài cũng bước đi trong đức tin. Cả hai đấng, Thánh Giuse và Đức Mẹ. Và đây là cái cách thức Chúa thử đức tin của chúng ta. Và cuối cùng, để đón nhận Thánh Giuse Chúa, chúng ta đi trong đức tin, cho nên đòi hỏi chúng ta phải có đức vâng lời. Vâng lời tuyệt đối. Vì chúng ta không biết ngày mai và đằng trước như thế nào, chỉ biết hiện tại, cho nên Chúa nói sao hãy làm như vậy, như lời Đức Trinh Nữ Maria đã nói với gia nhân trong tiệc cưới Cana, người có bảo gì hãy cứ làm, đừng cãi lại. Cuộc đời chúng ta cũng thế, nếu Chúa muốn chúng ta làm gì hiện tại hãy cứ làm, đừng cãi lý. Bởi vì Thiên Chúa không chơi lý với con người, Thiên Chúa muốn sự đầu phục và đức vâng lời đối với chúng ta. Chẳng phải chúng ta hãy nói trong mỗi một mùa chay, lời của Chúa Giêsu nói rằng ta trọng đức vâng lời hơn của lễ thôi. Lễ là một điều Chúa rất hài lòng, nhưng hài lòng hơn nữa là đức vâng lời của tất cả chúng ta. Đủ điều chia sẻ với cộng đoàn như thế ngày hôm nay để cho chúng ta biết rằng là thật khó để cho chúng ta có một trái tim như ba đã chia sẻ, và lại càng khó hơn để cho chúng ta có được tâm tình Thiên Chúa đấng đã xuống thế làm người và tiếp tục biểu lộ thánh ý cho chúng ta. Thì chỉ cầu mong trong cuộc đời của tất cả chúng ta, quý bác, các anh chị và cả bản thân con, chúng ta luôn bước đi trong đức tin. Và bao lâu còn trong đức tin thì xin cho chúng ta hãy bắt chước như Đức Mẹ, như Thánh Giuse, người có bảo gì chúng ta hãy làm theo. Cảm ơn cộng đoàn đã hy sinh lắng nghe trong thời gian vừa qua. Bây giờ có lẽ là chúng ta mình giả lấy lao một đôi ít phút, 5-7 phút gì đó. Rồi sau đó, trong lúc đó thì nếu các anh chị, những ai đã có cái tờ giấy câu hỏi sẵn có thì xin được đưa cho cha xứ hay cho con cũng được. Hoặc nếu không thì trở lại, quý bác anh chị nào có những câu hỏi thì cứ thoải mái có microphone, chúng ta cứ thoải mái chia sẻ. Chúng ta sẽ có đôi phút để chúng ta chia sẻ với nhau. Rồi 9 rưỡi sẽ có các trang và bạn cho tất cả chúng ta. Vậy thì tất cả mọi người chúng ta gặp nhau 5 phút giản lao và có cái rổ ngay phía bên này. Nếu ai có những câu hỏi nào mà muốn hỏi thì chúng ta có thể để cấp lại để cho chúng đó, rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó cho giảng đạo của chúng ta. Vậy xin